Thì kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nguyên Anh. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Đảng, không phải của toàn dân. Bọn tuyên láo sống bám vào tiền thuế của nhân dân và bọn chóp bu Đảng Cộng sản Việt Nam thường ra rã tuyên truyền rằng đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Đây là cái lối nói cả vú lấp miệng em, sau đó đem Bác Hồ của chúng nó ra làm con ngáo ộp hù dọa dân lành. Bởi vì trong lòng một quốc gia độc tài đảng trị mà đụng vào hình tượng của lãnh tụ có nước mà tù mọt gông. Bây giờ tôi sẽ mổ xẻ những mệnh đề trong một câu văn mà bọn chúng làm kim chỉ nam nhồi sợ người dân hàng ngày để xem lời nói của chúng có đáng tin hay là không. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta. Dân tộc Việt Nam hôm nay có hơn 97 triệu con người tính bổ đồng từ đứa bé mới ra đời cho đến cụ già sắp chết. Đâu có ai được hỏi là mình có mong muốn tiến đến chủ nghĩa xã hội hay không? mà họ cũng không hề biết chủ nghĩa xã hội là cái gì chỉ nghe bọn tuyên láo nhồi nhét vào đầu óc hàng ngày thì biết như vậy chứ còn hơn nữa đó thì bù trất à. còn cái đám dư luận viên tuyên giáo hay ngay cả cái đám chóc bù lãnh đạo đất nước hôm nay nếu có hỏi thì bọn chúng cũng không biết đường nào đâu mà trả lời không biết thế nào để mà trả lời về cái con đường chủ nghĩa xã hội mà bọn chúng bắt buộc người dân phải tin theo đó là như thế nào cả cả một đám như một lũ mù sờ chân voi thằng thì nói dài kẻ thì nói ngắn hay thằng nắm phải cái đít con voi thì bảo là thối âm thối ý tất nhiên cộng sản mà chúng nói cho nó vuông thì nói sao mà chẳng được nhưng tất cả những lời nói của bọn chúng của lý thuyết của đường lối chỉ là trừu tượng nếu không muốn nói là tưởng tượng chúng vẽ ra những cái thiên đường giàu có như thế giới tư bản và chỉ cho người dân thấy để mơ một giấc mơ dài dằng dặc hàng trăm năm, mơ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không hề thấy cái bóng dáng thiên đường chủ nghĩa xã hội ấy ở đâu cả. Mà cũng đừng có trách gì chúng nó, ngay đến cái tên đầu đảng Nguyễn Phú Trọng còn không biết con đường chủ nghĩa xã hội và xã hội chủ nghĩa nằm ở đâu thì trách làm gì cái bọn đầu tôm ốc tép. Đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn của Hồ Chí Minh. Điều đó không ai có thể phản bác được khi Hồ Chí Minh sinh ra trong thời đại hỗn mang, hai cực thế giới tư bản và cộng sản đối đầu nhau gây gắt. Hồ đi theo con đường cộng sản, chủ nghĩa, chứ không phải là chủ nghĩa xã hội. Cho nên, người dân đừng có mắc bẫy tuyên truyền của bọn tuyên giáo hôm nay. Hắn đã theo cái khối cộng sản quốc tế và trở thành một tên hồng vệ binh gieo rắc cái chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam. Đồng ý, ở thời đại đó, Hồ đã chọn cho mình con đường cộng sản trong bối cảnh khối cộng sản quốc tế đang hùng mạnh. Nhưng đừng quên là Hồ đã chết vào năm 1969 và bây giờ là năm 2021, hơn 50 năm sau, thế giới đã thay đổi, các quốc gia cộng sản mà Hồ theo năm xưa đã sụp đổ rồi, đã thay màu thành những quốc gia dân chủ rồi. Khối cộng sản quốc tế năm xưa chỉ còn loe hoe vài móng, trong đó bao gồm Cuba, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Việt Nam. Hai nước Cuba và Bắc Hàn á, là hai nước nhỏ, họ không hề có tinh thần mà đảng cộng sản gọi là vô sản quốc tế để cứu giúp cho Việt Nam khi cần. Cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngã hoàn toàn vào vòng tay của Đảng Cộng sản Tàu, một kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam với dấu ấn hàng ngàn năm xâm lược và đô hộ Việt Nam. Việc Hồ chọn cho Việt Nam con đường Cộng sản đã là lịch sử, nhưng đáng lý ra khi nhìn thấy khối Cộng sản quốc tế sụp đổ thì đảng Cộng sản Việt Nam phải thay đổi tầm nhìn, lý thuyết và chủ trương chứ. Có đâu mà cứ ra rã kiên định đi lên con đường chủ nghĩa xã hội. Như thế thì đảng Cộng sản Việt Nam không phải là một bọn mù cố tình hút đầu vào đá hay nói cho dễ hiểu hơn đó, thì là một bọn ngu dốt và phá hoại hay sao? Xu hướng phát triển của thế giới đã chứng minh chủ nghĩa xã hội là hoang đường mà bất kỳ ai cũng đều nhìn thấy. Cái nôi của cách mạng tháng 10 Nga đã lôi cổ những tượng đài Lenin xuống đất. Đông Đức đã xác nhập Tây Đức và đi theo con đường dân chủ văn minh. Các quốc gia mà Việt Nam cho là xu thế thời đại chỉ còn có Cuba nghèo đói với sự sám hối muộn màng của chủ tịch Fidel Castro về con đường sai lầm mà ông ta đã chọn. Bắc Triều Tiên thì đang ở những bước chuẩn bị để thống nhất cùng Nam Hàn cuối cùng chỉ còn duy nhất một quốc gia sát nát lăm lăm xâm chiếm Việt Nam mà Đảng gọi là bạn vàng bốn tốt Trung Quốc ngay bên cạnh đấy như vậy toàn dân có thể nhìn thấy được sự thật về cái được gọi là xu thế thời đại đã tẩy chay chủ nghĩa cộng sản cũng như chủ nghĩa xã hội là như thế nào rồi đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam đúng hoàn toàn đây mới là mấu chốt của vấn đề đây này. Bởi vì chỉ có đảng mới mong muốn dẫn đưa toàn dân đến cái xã hội được mệnh danh là xã hội chủ nghĩa. Nhưng trong thực tế, đảng Cộng sản Việt Nam cũng không biết nó nằm ở đâu, khi nào thì đến. Tuy nhiên, họ vẫn ra rã tuyên truyền cùng với toàn dân là họ dứt khoát, kiên định con đường đó. Thoạt nhìn có vẻ khó hiểu chứ thực chất vấn đề là đằng sau sự kiên định đó là sự giành lấy độc quyền cai trị quốc gia. Họ kiên định lý thuyết cộng sản để rồi cho mình là tổ chức duy nhất có trách nhiệm điều hành. Họ hô hào dùng chủ nghĩa cộng sản để tiến đến chủ nghĩa xã hội chỉ là bức bình phong để hợp pháp hóa cái sự độc tài cai trị. Bởi vì nếu để cho Việt Nam đi theo con đường dân chủ thì bắt buộc phải có đa nguyên chính trị mà một khi đã có đảng phái đối lập cùng tham chính thì khó mà có cơ hội làm làm nếu làm láo, múa gậy vườn hoang như đã từng bấy lâu nay vậy là đã rõ con đường chủ nghĩa cộng sản thì đã sập từ đời thuở nào việt nam hôm nay đang đi theo con đường tư bản chủ nghĩa sơ khai nhưng vẫn luôn mồm cho rằng mình là một chế độ có bản chất cộng sản và đang hướng dẫn toàn dân đến một thứ chủ nghĩa xã hội thế nhưng đó chỉ là sự ngụy biện rẻ tiền mà bất kỳ quốc gia nào người dân nào cũng đều trông thấy làm gì có cái xã hội nào tốt đẹp đến như thế chứ làm gì mà có một xã hội không còn người bóc lột người Tất cả các khái niệm về chủ nghĩa xã hội chỉ là mớ lý thuyết thần kinh hoang tưởng bởi vì cả nhân loại hôm nay vẫn còn cảnh người bóc lột người. Duy chỉ có điều ít hay nhiều mà thôi. Xã hội tư bản có bóc lột. Thế nhưng họ có cơ chế pháp luật nghiêm minh và bảo vệ người lao động, có chính sách giúp cho người dân trong những lúc ngặt nghèo. Còn xã hội mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang tự hào ca ngợi hôm nay có bằng người ta hay không mà khoác lác, khoe khoang ha? cái xã hội được mệnh danh là xã hội chủ nghĩa mà dân tộc Việt Nam đang bị ép buộc vươn tới để đến cái thềm chủ nghĩa xã hội vào năm 2045 đó, nó chỉ là một cái trò lừa bịp của bọn ma giáo cầm quyền. Đơn giản chỉ vì hai lý do thôi thưa quý vị. Thứ nhất, xã hội đó không có thực, nếu đi theo đó cố gắng xây dựng nó thì không chỉ vài chục năm mà hàng trăm năm cũng không thấy nó ở đâu cả và thứ hai cho dù không có thực thì đảng vẫn tiếp tục kiên định con đường của mình nhưng bản chất thực sự không phải là kiên định đi đến chủ nghĩa xã hội mà là kiên định trường trị kiên định bám ghế nhất quyết không buông cho dù có phải mất nước chứ không thể nào đánh mất đảng bởi vì một khi mà đảng độc tài đang nuôi sống bọn chúng đang cho bọn chúng bỗng lộc ăn trên ngồi tróc mà sụp đổ thì chỉ có nước đi về quê mà chăn châu đó mới là lý do thực sự đằng sau những cái ngôn từ của đảng quý vị à. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Tâm Thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.